Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ thêm một cái chủ đề các bạn là những cái nụ bông. Cái nụ bông các bạn gọi là cái gạo, nó đã hình thành trong cái tháng 6 cái âm lịch này, thì mình giữ cho nó như thế nào để Tết nó có bông. Thì các bạn thấy không, cái chủ đề này đúng ra là cái tôi đã nói rồi. Bây giờ trước khi bây giờ tôi cũng nhắc lại thôi, nhưng mà tôi làm clip này thay cho cái câu trả lời các bạn. Thì bây giờ các bạn nên xem hai cái clip ha, tôi nhắc lại thôi ha. Cái clip là đánh thức cái đọt non đang ngủ của cây mai để tạo cái mầm bông cho cái Tết có bông. Rồi cái clip thứ hai là cách nhìn đọt non để biết cái cây nó thiếu nước hay không. Thì trong cái clip mà cách nhìn đọt non các bạn, tôi chỉ nói một đoạn thôi, ngắn gọn. Thì thôi bây giờ nhắc lại luôn nè, cũng như thay câu trả lời nha các bạn đây nè. Thí dụ như bây giờ tôi thí dụ như các bạn nè, đây cái nụ nè, đây tôi chiếu rất rõ nè, đây các bạn thấy không nè, cái nụ nè, tại cái mái nha các bạn. Cái mái nhiều khi mình quay gần thấy lớn hết hồn, không phải nha. Nhưng mà cái này nó cũng là gọi là cái gạo khi mình chưa vô một cái lượng coi như là lăn gì hết trơn á. Bị tôi cuối tháng 6 đầu 7 tôi mới vô. Đây này các bạn thấy không, tại cái máy này nè các bạn thấy không nè, gần nè. Hết hồn hay không phải vậy, đây nè, đây nó cái gạo này nó hình thành là chưa khi vô hết. Thì bây giờ cái cách này tôi nhắc sơ lại nè. Cái đánh thức luôn nè. Đây nè các bạn, cái đọt này là đây nè các bạn thấy không? Cây mai này bữa hổm là nó bị mất cái đầu đọt nè các bạn. Nè các bạn coi nè. Đây. Đây bây giờ tôi cho ra nè. Nè các bạn thấy chưa? Đây, đây cho ra, để ra đọt non nè. Thì cái đánh thức nó làm sao? Thì bây giờ tôi nói nhắc lại luôn, các bạn đưa nếu những cây mai mà cái đầu đọt này nó sừng nha, nó không ra đọt non, thì cái này nó sẽ khó trị các bạn. Thì bây giờ tôi nói các bạn nè, bây giờ tôi nhắc thôi, cái này nó nhắc lại cũng như cái clip này là như cái clip cũ chứ không phải là mới nha. Nhưng mà các bạn cứ hỏi là như vậy các bạn hoang mang rồi. Là các bạn đưa cái cây ba hoành 30 ha. Một muỗng ure cà phê đen. Bị lớn vậy nè các bạn, bị lớn vậy ha, muỗng ure cà phê đen nha, bị lớn vậy. Bị lớn vậy nha, cà phê đen nha. Hoành 30 với lại xịt cái thuốc. Tôi giờ tôi không nói thuốc nào hết. Để các bạn nói là Atomix là gì, các bạn cứ ra nói là kích ra kích ra đọt non cho cây trồng, rồi các bạn cứ xịt. Rồi thì nếu các bạn lôi nó ra được cái đọt này nè các bạn, cái cây này bữa hổm nó tôi gọi là nó ngủ nè các bạn, đây là nó ngủ nè. Thì bây giờ nè, nay nó ra nè các bạn nè, nè thấy không, nó ra rồi đó. Thì bây giờ cái này mình yên tâm. Rồi bây giờ thôi nghe cái chủ đề này đại khái, bây giờ tôi nói thêm cái nữa, cái clip này gọn lắm. Các bạn có nghe để cho các bạn yên tâm, bị gì tôi nói là cái đó tôi sợ, tôi ngại là ý tôi muốn nhắc các bạn là nên chăm sóc cho kỹ lưỡng thôi, chứ cũng không có gì là đáng ngại. Nhưng mà tôi nói cái đọt nhỏ, cái mầm nhỏ hay là cái mầm yếu tôi làm mầm lớn được, nhưng cái mầm lớn tôi lại làm nhỏ không được. Nhưng mà các bạn đừng hoang mang, các bây giờ tôi nói cái đề tài nó mới nè. Cái đề tài này mới là chánh này nè các bạn. Là tôi nói các bạn vậy. Các bạn nào giờ nghe nói cái tất cả cây trồng nha, rồi tôi nói cây mai ngủ đông chưa? Tất cả cây trồng của mình hết, nó đều có một cái thời điểm ngủ đông. Đó, thành ra các bạn cứ yên tâm đi, nụ bông nó bây giờ nó hình thành, các bạn thấy nó hơi to, đừng đừng có hoang mang quá. Thì bây giờ mình cứ kích cái đọt nó cho nó ra. Ha, mình làm sao cho cái đọt ra thì tôi hướng dẫn rồi, lật hai cái clip xem lại, đưa cái hàm lượng vô thì nó sẽ giữ lượng. Rồi các bạn có nè, cái cây này hôm đó tôi quay nè, các bạn nhớ không, đây nè cái cây này nè, cái đá nó cũng hơi bị bọ trĩ nè. Tôi bọ trĩ thì tôi cũng cho là ngủ, nếu nó ngặt nè, bây giờ ra nè các bạn, cái này ra nè, nè ra nè, tôi không phải tôi lựa nha, nè ra nè, thấy chưa các bạn, thấy chưa, đây nè ra nè, đây nè, đọt non nè. Nó thì bây giờ cứ chăm sóc thuốc men, đừng cho bọ trĩ ăn nữa, rồi cứ đưa thuốc phân
nhện đỏ bỏ trị đó đó dần dần. Rồi bây giờ các bạn, bây giờ tôi nói cái đề tài là ngủ đông nha các bạn, thì các bạn cứ yên tâm đi, cái cây mai nó có một cái cây tất cả cây ăn, tôi nói chung là cái cây ăn trái luôn nè. Từ tháng 9, rằm tháng 9 đổ lên khi lập đông ha, tôi nói cây ăn trái trước nha, toàn bộ cái cây hết, cả cây mai nó sẽ không phát triển về cái đọt, nó cũng hơi đứng nhẹ nha, đứng thật là nhẹ luôn, đứng nhẹ luôn, nó đứng nó làm như cái lúc đó, nhưng mà cái những cái đầu đọt mà nó bị trùng rồi, mà các bạn rải phân đi, tôi cho chấp các bạn rải không bao giờ ra nữa, bây giờ lúc này mình không xử lý thì thôi, nếu tới đó mình xử lý nó sẽ không ra, bị nó gọi là ngủ đông. Tức là cái gì, cái sinh lý cây trồng cái thời điểm đó là các bạn nó đang dồn, cũng như cái mùa của nó vậy đó, cũng như cái mùa qua, cái mùa thu á rồi tới mùa đông á, nó dồn tất cả những cái lực lượng nó tạo thành một cái nhựa để nó chuẩn bị nó đẻ đi, mình là tôi nói dốt đi ha, chuẩn bị đẻ rồi. Thành ra tôi nói các bạn, cái nó không phát triển nụ luôn, các bạn đừng có lo. Cái nụ thí dụ nó bự, các bạn thấy không, cứ làm như tôi nói đi ha, đưa cái loại đánh thức rồi đó, khi mà giữ được cái đọt vậy, nó cái thời điểm nó không phát triển, nó có vậy chứ, nếu mà y như vậy hoài, tôi nói các bạn ha, y như cái thời tiết vậy hoài, nó lớn nó phát triển vậy hoài là cái đọt đó, cái nụ đó mình giữ không được. Tại tôi nói cho các bạn yên tâm, tôi mới quay cái clip này, tức là sao, bây giờ tôi nhắc lại nè, gọi là cái cây ngủ đông, không biết các bạn nào vậy có nghe ai nói chưa. Từ rằm tháng 9 tôi nói nhây chút nha, nhưng mà cái nhây cái này là các bạn nghe nó dễ hiểu. Rằm khi mà cái gió bắc nó thổi rao tới tháng 10 là đánh thức gió bắc rồi, thì trong cái thời gian đó khoảng từ một tháng, tháng rưỡi, cái cây nó hoàn toàn cái nụ cũng không phát triển, mà cái lá nó cũng đứng lại luôn, nó trao đổi ánh sáng sao tôi biết, tôi không rành về cái nông nghiệp, cái kỹ thuật lắm nha, nhưng mà tôi trồng cây ăn trái tôi biết rồi. Cây mai nó cũng đi vậy các bạn, cái lá nó xanh dần, các bạn giữ cái lá xanh rồi, cái nụ nó cũng không phát triển, đứng ngậm đó hoài, chờ chúng ta lãi đọt rồi thì nó sẽ ra bông tốt trong dịp Tết đó. Các bạn thấy cái chủ đề này thì tôi nói là gì, các bạn yên tâm đi, nói vậy chứ cây mai này nó không khó đâu các bạn. Nó làm cho mình nó điêu đứng với cái thằng cây mai này quá. Các bạn yên tâm đi. Rồi đó, bây giờ thôi, cái clip này là đơn giản nha các bạn. Nói tính nói nữa mà không, cái đó tôi nói thiệt, tính nói một khúc nữa, nhưng mà thôi. Đây cây mai này các bạn, nó thì bây giờ này như cái mai này nè các bạn, tôi suốt mùng 5 tháng 5 này nó bắt đầu nói nữa nè. Thì bây giờ nó là cái này mùng 5 năm là hôm nay, như các bạn mùng 10 là một tháng 5 ngày. Thì cái từng đọt thứ hai cái cây này nó mạnh rồi các bạn, nè nó ra nè, các bạn thấy nè. Thấy chưa? Rồi bây giờ hai từng bỏ từng nè, hai từng này hai từng nữa. Mình làm bông nó còn cái cây này thì nó yếu hơn. Đây nè. Nó chưa, nhưng mà chuẩn bị rồi, những cái đầu đọt tôi dòm tôi thấy rồi. Đó, các bạn thấy không? Đây, nó ra nè. Nó có cây mạnh thì nó ra. Đây, mùng 5 tháng 5 nha các bạn. Rồi. Thôi, xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn nha.